Kính thưa thầy Tổ Bùi Quốc Châu, cùng kính thưa các anh chị trong nhà thiền chẩn chúng ta. Tôi là, xin lỗi, tôi là tên Phan Thanh Bình ở Cà Mau. Bao nhiêu tuổi rồi? Giờ năm nay tôi 65 tuổi. Hồi trước đây thì cũng làm việc cơ quan nhà nước, sau khi nghỉ hưu đó thì cũng về làm nghề nông. Rồi sau đó bị bệnh rồi đi thầy bên Tây y, đi trị bệnh bên Tây y, người ta nói bệnh này là cũng chữa không được, chỉ có cho thuốc giảm đau thôi. Từ đó mà mình lên mạng mà tìm thầy trị bệnh. Lần đầu tiên tìm thì thầy gặp thầy Lý Phước Lộc, rồi sau đó kết nối qua là viện chẩn của Bùi Quốc Châu. Rồi sau đó cũng nhiều thầy nữa, nhưng mà mình theo thầy nào để có hiệu quả nhất, mình theo thầy đó để mình tự chữa bệnh cho mình và đồng thời mình chữa bệnh cho người thân mình trước hết. Sau đó bắt đầu mình mới học trên mạng không, chứ cũng chưa có đi học cái lớp nào. Rồi mình áp dụng chữa bệnh bản thân và chữa bệnh cho người thân xung quanh mình thì nó kết quả nhiều. Cho nên từ chỗ đó mà sau này tôi có đi học cái khóa y sĩ y học cổ truyền, coi như là cũng tốt nghiệp được cái khóa y học cổ truyền. Bây giờ mới theo cái viện chẩn này cũng chữa bệnh ở tại chỗ tôi học. Sau khi học tốt nghiệp rồi đó cũng chưa có điều kiện để mở chỗ chữa bệnh, mà chủ yếu là người ta nếu biết được người ta cũng liên hệ mình đi chữa, cũng như là Thái Lan đó. Tức là em phải nói này, em đi một vòng, đi lên mạng coi đủ thứ. Dạ. Đúng là em chấm viện chẩn phải không? Dạ dạ. Đúng rồi, thầy đều nhiều, rất nhiều thầy. Thì thầy nào nói chung cũng hay hết, nhưng mà đặc biệt cái viện chẩn này là rất tuyệt vời. Nói chung là rất tuyệt vời. Là thậm chí là tôi thậm chí là chữa bệnh từ xa cho người thân cũng có hiệu quả. Vậy em chữa bệnh từ xa đó mà tự học đó. Rồi nói quyền, chung là đó, quyền công có những cái bệnh nhiều bệnh, nhưng mà có cái chia sẻ bệnh này mà cũng chưa thấy ai chia sẻ. Để tôi nói người em dâu là nữ, bị nổi cái u nhọt ở dưới háng mà nó hành lên tới mặt tới miệng, hành gần một tháng trời, là chị đủ thứ đi chưa, đủ thứ thầy chơi không hết. Mà tôi bữa đó về nhà đó đám giỗ ông già, tôi mới bắt đầu mình suy nghĩ từ trưa mà tới chiều để phương pháp nào để mình làm cho hiệu quả nhất mà mình không ảnh hưởng đối với mình là đàn ông, mình chữa bệnh ông bà gì nó hơi khó. Vậy thì tôi suy nghĩ ra là bằng cách quẹt lấy cây que quẹt mặt, quẹt giáp mặt hết, rồi đánh hồi trước 6 dùng phản chiếu, và tôi đánh đâu cả chục dùng phản chiếu lên, nói chung là nhiều dùng phản chiếu trên mặt, và đồng thời gan tim tỳ phế thận. Rồi sau đó là áp dụng ngải cứu, hơi ngải cứu mà mình không có ngải cứu ở nông thôn, không có ngải khú, thì mình mới lấy nhang đó, mình chụm lại là 6-7 cây nhang đó, mình chụm lại bắt đầu hơ tất cả các loại hình, hơ tất cả các loại hình theo kẻ tay kẻ chân, rồi hết nói chung tất cả loại hình theo trên mà mạng này có nói đó, mình hiểu đó. Hết vậy là làm chiều đó, chiều tối đó một lần, sáng là đêm đó thì cô ta cảm giác ăn cháo được, vì mấy ngày trước không ăn uống được, rồi tối đó cảm giác ăn cháo được. Sau đó rồi sáng tôi hơ một lần nữa, thì từ đó tới sau nay gần tháng trời êm rơ, không có tái đi trở lại nữa, mà tái dơ hơn nhiều cái bệnh rồi. Chắc bà con có các anh chị mình cũng chia sẻ nhiều rồi, nhưng mà đặc biệt cái này thì chưa ai chia sẻ. Còn cái vấn đề mà theo cái phác đồ và theo đồ hình theo tôi chữa, thì hồi trước giờ thì chữa bệnh thì tôi không có dùng phác đồ, nó nào ngay phác đồ nó hơi nhọc nhằn quá, mình phải theo, mình phải tra cứu này kia, nó phức tạp quá. Cho nên tôi dùng cái biện pháp là mình theo cái đồ hình thì bệnh gì với đồng ứng, đối xứng với trung sinh nguyệt. Nói chung mình gà đâu, mình thấy khi bữa đó cái bà xã bả đau cái chỗ kinh cổ, mà tôi bấm trên này hoài, bấm 2-3 lần rồi đi ra làm chút xíu cái thì vô thang đau nữa. Cái tôi mới suy nghĩ lại là cái ót nó đồng với cái gót, vậy thì bắt đầu rồi chứ gót tôi bấm vô nhà cái cổ tay giật cái mạnh rồi tôi nó trúng chỗ rồi, vậy là bấm cái một là cái như rồi hết rồi đó. Có nói chung là cũng nhiều lắm. Một số cái đặc biệt có trường hợp này là lần đầu tiên tôi chữa cái cô này là bệnh cả mấy tháng trời, cả mấy tháng trời. Vậy là gia đình này là gia đình có 2 người bác sĩ, rồi chữa không hết. Cái người con mới ôm người mẹ khóc, mình nói tắt thôi ha, ôm người mẹ khóc nói mẹ ơi, mẹ cho con đi học thành tài, nay con bác sĩ rồi mà con không chữa bệnh cho mẹ hết, con hết sức là có lỗi với mẹ, con bất hiếu với mẹ quá, phải ở đâu có một cái viên thuốc cho mẹ uống hết đó, 1 tỷ bạc con cũng mua cho uống được nữa. Vậy thì nói cái lời đó là bà thực lợi với mình nghe thôi, chứ mình cũng không, nó nói mình cũng không nghe.
Vậy thì ở xóm đó có người biết tôi làm bệnh, vậy thì ông mới dắt lại. Dắt lại thì ông bả thì lúc bệnh đó là bả co giò co tay mà run dữ lắm, không có ăn uống được. Vệ sinh cá nhân cũng do ông chồng mà bồng đi tắm, cũng sáu mấy tuổi rồi. Vậy thì ông mới gọi tôi lại, lại thì coi như là buổi sáng gì nè, tôi làm một lần một chỉ duy nhất qua một đợt một, thì buổi chiều bả nhảy xuống bả nấu cơm ăn, tự ăn được mà ăn cơm nhiều hơn. Okay.